Top 5 công nghệ được sử dụng tại World Cup 2022. Phần 1. Số 1. Quả bóng tại World Cup năm nay. Chai bóng được sử dụng trong kỳ World Cup năm nay có tên gọi đàng hoàng, đó là Arilla. Nó được đánh giá là có tốc độ bay nhanh hơn bất kỳ chai bóng nào được xuất hiện ở những cái kỳ World Cup trước đó. Sở dĩ Arilla có được điều này là nhờ vào hai yếu tố công nghệ bao gồm CRT Core và Speed Shell. Trong đó thì CRT Core là phần lõi được đặt bên trong Arilla nhằm điều chỉnh để cải thiện độ chính xác và tính nhất quán của đường bay, hỗ trợ tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn. Còn Speed Shell là lớp da PU có tính năng kết nối vi mô và vĩ mô, tạo nên hình dạng bảng điều khiển 20 mảnh, giúp tăng cường tính khí động học, cải thiện sự chính xác, sự ổn định của đường bay và khả năng chuyển hướng linh hoạt. Bên cạnh đó thì Arilla còn được trang bị cảm biến đơn vị đo lường quán tính IMU bên trong, và cảm biến này sẽ gửi dữ liệu mỗi giây đến phòng điều hành, cho phép xác định được vị trí trái bóng chính xác. Các dữ liệu sẽ được dựng thành một hình ảnh 3D chi tiết vị trí các bộ phận cơ thể cầu thủ nhận bóng. Được biết rằng công nghệ này sẽ giúp cho việc xác định những